Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua, bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Sáng ngày 23 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về việc triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối, các phương án bảo đảm cung ứng điện trong thời kỳ cao điểm năm 2024-2025 và các năm tiếp theo. Tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 là công việc trọng tâm, trọng điểm, cũng là việc khó, đòi hỏi huy động tổng lực các nguồn lực và phối hợp tốt giữa các lực lượng. Thủ tướng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được rất cơ bản, các chủ thể liên quan cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án về cột, khoảng néo, nhân lực và thông quan thiết bị. Đối với EVN thì tôi đề nghị các đồng chí rà soát để xây dựng lại cái đường găng tiến độ đến ngày 20 tháng 6 là phải kéo dây. Xong, những ngày còn lại là chúng ta tiến hành các cái thủ tục nghiệm thu rồi thử nghiệm đóng điện thì các đồng chí xây dựng lại cái đường găng tiến độ để kiểm soát theo ngày, theo tuần thì chúng ta mới khánh thành được cái đường dây này trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Một cái yêu cầu chung nữa là phải đảm bảo cái tiến độ, nâng cao được cái chất lượng, rồi đảm bảo cái an toàn, rồi vệ sinh môi trường. Bởi vì là chúng ta thi công trong mùa nắng nóng, trong cái mùa mưa, rồi sạt lở. Các bộ cơ quan, nhất là chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, công nhân, người lao động cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành các cái công việc được giao. Về cung ứng điện, Thủ tướng nêu rõ đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu, nhất là vượt qua được thử thách trong tháng 4 nóng nhất trong lịch sử vừa qua. Tuy nhiên, phải nỗ lực hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, dự báo sát tình hình, chuẩn bị phương án cao nhất, sẵn sàng với khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ cụ thể liên quan nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện, giá điện, trong đó phải đa dạng hóa các nguồn điện, tận dụng tối đa khả năng trong nước, điều phối thật tốt, phù hợp, hiệu quả các nguồn, gồm nhiệt điện, thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thời gian tới. Trước đó, ngày 22 tháng 5, nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chúc mừng lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và dự đại lễ Phật đản với chức sắc tăng ni Phật tử tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của đồng bào theo đạo Phật, là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được Liên Hợp Quốc công nhận. Theo Thủ tướng, các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhìn từ lịch sử 4.000 năm văn hóa dựng nước và giữ nước, đây cũng chính là một trong những nhân tố có ý nghĩa rất quan trọng, tạo ra sức mạnh muôn người như một của dân tộc Việt Nam anh hùng, nhân dân Việt Nam anh hùng. Sức mạnh bất khả chiến bại này cần được tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới để tạo thêm động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa đất nước vững bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng ta đã lựa chọn. Chiều cùng ngày 22 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì đây là lần thứ 3. Trong vòng 6 tháng qua, hai Thủ tướng đã có các cuộc hội đàm, gặp gỡ, trao đổi trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và cởi mở để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hà Lan trong thời gian qua. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của nhà vua và hoàng hậu Hà Lan trong thời gian tới, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, 10 năm triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, và 15 năm triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, tiếp tục tận dụng các cơ hội của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, EVFTA, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, EVIPA, thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, hỗ trợ Việt Nam triển khai quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phát triển các đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, vùng duyên hải miền Trung. Đề nghị hai nước làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đóng tàu, đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chống khủng bố, tội phạm có tổ chức.
Trước đó, chiều tối ngày 20 tháng 5 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nagavara Ramaroa Narayana Murthy, nguyên chủ tịch người sáng lập tập đoàn Infosys Ấn Độ. Thủ tướng đề nghị Ấn Độ nói chung và Infosys nói riêng, cũng như cá nhân ông Narayana Murthy cùng các chuyên gia của Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam trong huy động vốn, nhất là hợp tác công tư, phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực này. Người sáng lập tập đoàn Infosys nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, đánh giá cao tầm nhìn của Việt Nam trong chuyển đổi số, kinh tế số, cho biết Infosys sẵn sàng hợp tác, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển ngành công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo theo đề nghị của Thủ tướng. Sáng ngày 20 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Báo cáo nhấn mạnh, trong những tháng đầu năm 2024, kinh tế vĩ mô nước ta cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 đạt 5,66%, cao nhất trong giai đoạn 2020-2023. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Ngày 23 tháng 5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 29 với chủ đề Vai trò lãnh đạo của châu Á trong một thế giới bất định tại Tokyo, Nhật Bản. Phó Thủ tướng đề xuất 3 bảo đảm và 3 phát huy. Trước hết, về 3 bảo đảm, châu Á cần bảo đảm. Điều kiện tiên quyết là môi trường hòa bình, ổn định làm tiền đề cho hợp tác và phát triển, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển Đông năm 1982. Lợi ích từ tự do thương mại và đầu tư được phân phối rộng khắp và bình đẳng giữa các quốc gia, hợp tác quốc tế, chủ nghĩa đa phương, cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện trong giải quyết các thách thức chung. Về ba phát huy, Phó Thủ tướng kêu gọi các đối tác trong khu vực trước tiên phát huy và củng cố năng lực thích ứng và chống sức chịu của nền kinh tế châu Á và các doanh nghiệp của khu vực. Thứ hai, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn lực nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới về kinh tế xanh, kinh tế số. Thứ ba là phát huy hợp tác doanh nghiệp, giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, du lịch. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản ngày 22 tháng 5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tham gia hiệu quả vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy và triển khai có hiệu quả ODA, thế hệ mới, có tính ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt cho các dự án phát triển hạ tầng chiến lược quy mô lớn của Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng mong muốn Quốc hội Nhật Bản ủng hộ hai nước tăng cường gắn kết nguồn nhân lực, hợp tác lao động, có các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Nhất trí với các đề xuất của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, ông Nukaga Fukushiro khẳng định Hạ viện Nhật Bản ủng hộ thúc đẩy giao lưu hai nước trên các kênh, đặc biệt là Quốc hội và thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở đáp ứng lợi ích của cả hai bên. Ngày 23 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam thúc đẩy triển khai cụ thể, hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập giữa hai nước, cũng như các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida. Trước đó cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Tanaka Akihiko. Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản xem xét cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA mới với điều kiện vay và thủ tục ưu đãi đơn giản hơn, có thể theo hình thức hỗ trợ ngân sách để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng chiến lược trọng điểm quy mô lớn của Việt Nam. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy nhà trọ tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, làm nhiều người tử vong sáng ngày 24 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ những mất mát, đau thương, gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.
và đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Biểu dương các lực lượng chức năng cùng đông đảo bà con nhân dân và chính quyền địa phương đã khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, chính quyền địa phương các cấp, các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024 về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là một trong những nội dung hết sức quan trọng để các luật đất đai, luật kinh doanh, bất động sản, luật nhà ở có hiệu lực sớm hơn 6 tháng so với thời hạn quy định trong luật. Dự thảo các nghị định hướng dẫn luật đất đai phải bám sát, thể chế hóa đầy đủ những nội dung, không bỏ sót, kết nối, đồng bộ với các luật khác, không mâu thuẫn, chồng chéo, vượt cấp, phải mang hơi thở, tiếng nói của thực tiễn cuộc sống. Cần khắc phục triệt để bất cập, hạn chế trong quản lý phát triển nhà ở. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc, nghe báo cáo cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý vận hành, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Cuộc họp diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 5. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp nhằm giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn liên quan đến công tác quản lý, phát triển nhà ở, bảo đảm khi nghị định ban hành sẽ thực hiện thuận lợi, thông suốt. Sáng ngày 22 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp nghe báo cáo về các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn và người nghèo vùng lũ lụt. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện báo cáo tổng kết, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở mới. Các chính sách phải làm rõ phạm vi, các nhóm đối tượng được hỗ trợ, cơ chế hỗ trợ cho từng nhóm như người có công, người nghèo ở địa bàn khó khăn, người nghèo, mức hỗ trợ được xác định dựa trên đặc trưng, đặc điểm kinh tế xã hội của các vùng miền như vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng lũ lụt hay nông thôn ở đồng bằng đô thị. Nghị định số 55/2024 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa được Chính phủ ban hành. Trong đó, quy định rõ việc công khai gỡ bỏ thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng và trách nhiệm của tổ chức cá nhân bán hàng đa cấp. Nghị định nêu rõ danh sách tổ chức cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Thời hạn công bố tổ chức cá nhân kinh doanh vi phạm là 30 ngày. Kể từ ngày công bố, hết thời hạn nêu trên, cơ quan đăng tải thông tin sẽ dừng hoặc gỡ bỏ thông tin về tổ chức cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 52 ngày 24 tháng 5 năm 2024, chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1, ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, theo quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.